Hôm nay mình cùng nhau bắt đầu học với bạn chữ cái tiếng Hàn nha. Hồi xưa lúc mà mình chưa biết tiếng Hàn á, thì khi mình nhìn vào cái chữ tiếng Hàn, mình cứ nghĩ nó là, ôi nó là chữ tượng hình, mình không biết phải đọc như thế nào hết. Ví dụ như tiếng Anh, mình nhìn vào mình còn có thể mò được đúng không? Tại vì nó là chữ cái Latin. Còn chữ tiếng Hàn thì mình cứ nghĩ nó là một cái tiếng gì như tiếng Trung Quốc vậy đó, không biết đọc như thế nào hết. Nhưng mà thật ra tiếng Hàn nó cũng có bảng chữ cái như tiếng Việt, và mình chỉ cần học thuộc hết cái bảng chữ cái đó là mình có thể đọc được chữ tiếng Hàn rồi mọi người. Cái câu chuyện về cái sự ra đời của bảng chữ cái tiếng Hàn á, mình thấy cũng khá là hay mọi người. Hồi xưa lúc mà hồi thời xa xưa, hồi vua chúa, lúc đó thì Hàn Quốc cũng như Việt Nam thôi. Lúc đấy mình người ta chưa có bảng chữ cái như bây giờ đâu, mà người ta sẽ dùng chữ Hán, chữ tiếng Trung của mọi người, mà không phải ai cũng biết chữ đâu. Hồi xưa chỉ có tầng lớp mà quý tộc hoặc là vua chúa thì người ta mới được học chữ thôi. Cho đến thời vua Sejong thì vua Sejong cũng khá là thương dân, vì không biết chữ nên là người dân thường thường người ta sẽ bị chịu thiệt thòi, bị ăn hiếp hay là đủ thứ vấn đề. Lúc này vua Sejong cùng một số quan văn trong triều mới bí mật cùng họp lại để sáng tạo ra một cái hệ thống chữ cái mới mà nó đơn giản, nó dễ học hơn để cho những người dân thường cũng có thể học. Vì vậy mà cái bảng chữ cái tiếng Hàn á, nó còn có một cái tên gọi đó là huấn dân chính âm. Huấn dân chính âm, huấn ở đây có nghĩa là giáo huấn, là dạy mọi người, tức là cái bảng chữ cái này được sinh ra với mục đích là để dạy cho dân. Và thật ra tiếng Hàn nó cũng không có nhiều nét phức tạp đâu, mà nó được tạo nên từ ba cái nét chính. Thứ nhất là hình tròn, hình tròn là tượng trưng cho trời. Nét thứ hai là nét ngang, gạch ngang thì mình sẽ viết từ trái gạch sang phải, trái sang phải, và nét ngang này tượng trưng cho đất mọi người ạ. Có trời rồi thì sẽ có đất. Và cuối cùng nét thứ ba là nét sổ dọc, sổ dọc thì mình sẽ viết từ trên sọc xuống dưới, và nét sổ dọc này tượng trưng cho con người, trời, đất, con người. Thì đó là mấy câu chuyện ngoài lề mình muốn kể thêm cho mọi người biết thôi. Còn bây giờ mình sẽ đi vào chủ đề chính nha. Bảng chữ cái tiếng Hàn cũng có 21 nguyên âm và 19 phụ âm. Nhắc lại nha, có 21 nguyên âm và 19 phụ âm. Và cấu tạo của một cái chữ tiếng Hàn á, thường nó sẽ có 3 bộ phận. Thứ nhất là cái vị trí nằm ở bên trái là vị trí của phụ âm, và cái nó nằm ở trên cho mình sẽ tạm gọi là phụ âm đầu. Rồi cái vị trí bên phải sẽ là vị trí của nguyên âm. Và cuối cùng mình có một cái vị trí nằm ở dưới. Cái này tiếng Hàn người ta thường gọi là받침.받침. Còn trong tiếng Việt mình tạm gọi là phụ âm dưới nha, tại vì nó nằm ở dưới. Mọi người mà muốn phát âm của mình chuẩn á, thì đầu tiên từ những ngày đầu mình bắt đầu học thì mọi người cố gắng là phát âm chuẩn giúp mình những cái nguyên âm này nha. Nhất là cái khẩu hình miệng á, mọi người muốn phát âm đúng thì cái khẩu hình miệng của mình phải đúng. Đầu tiên là âm à, à, à. Mọi người thấy không? Này nó giống tiếng Việt nhưng mà tiếng Hàn nó mang tính tương đối, mọi người, không phải lúc nào nó cũng giống y chang tiếng Việt, không phải lúc nào cái quy tắc nó cũng đúng, cái gì nó cũng có trường hợp ngoại lệ hết. Cái phát âm này cũng vậy mọi người. Mọi người liên tưởng tới tiếng Việt là để cho dễ nhớ thôi, chứ thực chất mọi người nhớ mình là cái phát âm nó không giống tiếng Việt 100% nhé. Ví dụ chữ A này. A. A. Chữ A của tiếng Hàn này cái miệng nó mở to ra hơn nhé. A. A. Và từ cái chữ A này dễ thôi, mình thêm một cái nét ngang song song nó sẽ ra một cái âm mới, đó là giờ. Giờ nó tương tự với chữ giờ của tiếng Việt của mình á, ghép với chữ A. Nhưng mà chữ A này không phải là chữ A tiếng Việt mà là chữ A tiếng Hàn nha mọi người. Chữ A tiếng Hàn thì phải như thế nào? Khẩu hình miệng mở to ra. Giờ. 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 Tiếp theo chữ O. Này là chữ O nhưng mà là O của tiếng Hàn, thì cái khẩu hình miệng nó phải như thế này. O. O. Mình sử dụng cái cằm dưới nè mọi người. Đó, xong mình để O vô. O. 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 Và tương tự từ cái chữ O, mình thêm một nét ngang song song, nó sẽ ra dò. 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 Tiếp theo chữ ô. Ô, mọi người nhớ chữ ô này.
chữ ô khi mà mình nhìn ngang á là mọi người sẽ thấy cái mỏ của mình nó bị chu ra. Ồ. 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 Chỗ nào nó có hình tròn nè, nó ô sao mà chỗ này nó có hình tròn, chứ mình Ồ. mỏ nó nhọn ra nha. Ồ. Ồ. Lúc đầu thì có thể sẽ hơi mỏi miệng mọi người, nhưng mà tại vì cái miệng của mình nói tiếng Việt nhiều nên mình quen cái khẩu hình miệng của tiếng Việt rồi, cho nên mình phải cố gắng siết ngay từ đầu thì nó sẽ tốt hơn cho sau này nhé. Sau này mọi người lúc đầu thì cứ ráng tập đi, còn sau này mình giỏi rồi thì muốn làm sao cũng được hết. Đấy, chữ O cũng tương tự, mình thêm một nét song song, nét dọc sổ xuống song song, mình có được âm Dù. 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 chữ O là còn dễ nha. Giờ tới chữ này á, là mọi người không được ngại nè, không được ngại nha mọi người. Chữ này á, nó giống như mọi người phải chu mỏ lên mọi người. Mọi người thấy cái miệng của mình nó vỡ lên không? Nó từ dưới nó vỡ lên giống vậy nè. U. U. Đó, nó vỡ lên. U. U. Nó phải có vỡ lên vậy nó mới đúng cái khẩu hình miệng của chữ U tiếng Hàn mọi người. U. 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 Tương tự, một nét gạch song song nó sẽ thành chữ U. U. Nhớ vỡ lên nha. You, you, you. Nhớ chưa? Tiếp theo, chữ này dễ nè. Ư. Giống chữ ư tiếng Việt không? Giống nha, nhưng mà cái khẩu hình miệng chữ ư, nhưng mà ư này của tiếng Hàn, cho nên khẩu của hình miệng nó hơi ngang ra chút xíu. Ư. 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 Tiếp theo, chữ y. Cái này cũng giống chữ y, nhưng mà y này là y ngắn của Hàn Quốc, cho nên là cái hai cái khóe miệng này nè, kéo ngang đã. Y y Kéo kéo lên chứ. y y y y y Vậy là được nha. Vừa rồi là 10 cái nguyên âm mà mình thấy là dễ nhất. Mình nhắc lại nha. À. À. Ya ya o o Yo. Yo. O. O. Yo. Yo. U. U. You. You. U. Ư. Y. Y. Tiếp theo là hai cái nguyên âm mà mình nghĩ nó cũng hơi đặc biệt một chút xíu. Nếu mà phân biệt rạch ròi á thì cái khẩu hình miệng nó cũng có thể có khác nhau chút xíu đấy, nhưng mà thật ra trong thực tế thì đọc ra nó cũng như nhau thôi. Đó là hai cái âm E. E. Và E. E. Ê. Ê. Mọi người thấy nó có khác không? Thật ra thì cái hai cái âm này á viết thì hơi khác một chút xíu, một cái chữ là nó ghép từ chữ A này với chữ Y này, thấy không? Còn cái chữ bên này nó ghép từ chữ O với lại chữ Y, đúng không? Đấy. Nhưng mà thật ra phát âm của hai thằng này thì đều đọc ra một cái âm, đó là nó tương tự như chữ E trong tiếng Việt của mọi người đó, nhưng mà cái khẩu hình miệng chữ E này nó bị kéo ngang ra chút xíu mọi người, cho nên nó có hơi pha chữ E một chút xíu. Hai cái thằng này nó cũng tương tự như cái chữ kia, mình thêm một cái nét ngang song song thì nó sẽ phát sinh ra được thêm hai cái âm mới, nhưng mà hai cái âm mới này thì nó cũng đọc giống nhau, đó là dê 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 dê. Tiếp theo giờ tới mấy chữ này dễ nè. Mọi người nhìn cái chữ này nhá. Nó gồm những cái nguyên âm gì mình đã học? Có âm gì đây? Ồ. Đúng không? Có âm ồ và âm a.
Từ này ghép từ âm O với âm A. Nên mọi người đọc nhanh chữ O với chữ A là nó ra. Kéo từ chữ O sang chữ A. Ua. 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 Đọc nhanh thì nó sẽ thành chữ Ua. Ua. Được không? Nhớ kéo từ chữ O ra chữ A là nó ra cái âm này. Cho nên khi mà mọi người tự nhiên mà mình bị quên á, thì mọi người có thể đọc nhanh chữ O với chữ A là sẽ suy ra được thôi nhé. Tiếp theo. Chữ này có ấm U và ấm O. Đọc nhanh chữ U với chữ O nó sẽ ra là Wo. 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 Mọi người nhớ đọc chữ O cho đúng nha. Từ U kéo sang O. Wo. Wo. Tiếp theo, chữ này cũng dễ này. Có ấm U với ấm I. U với I là U I uy. U I uy nha mọi người. Uy. Đọc nhanh chữ U kéo sang chữ I là nó thành chữ uy. 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 Ba cái thằng tiếp theo thì thật ra ba cái âm này nó đọc khá rất là giống nhau nhá, cho nên mình gom lại ba cái âm này để mọi người dễ nhớ nhá. Ba âm này đều đọc thành về. Mấy chữ này nhìn thấy nó rườm rà đúng không? Nếu mà quên thì dễ thôi, mọi người nhìn vô thấy có chữ gì đây? Ồ, thấy có chữ gì kế bên? E, đúng không? Đọc nhanh chữ O với chữ E nó thành chữ quê. Quê. O E quê. Kéo nhanh từ chữ O sang chữ E là nó ra thôi. Chuyện này cũng vậy nè. Chuyện này chữ có chữ U đúng không? Rồi có chữ E. Đọc kéo từ U sang E. U sang E nó cũng thành quê thôi mọi người. Quê. Quê. Đấy, chỉ có cái thằng cuối cùng này nó hơi đặc biệt nè. Mọi người thấy có chữ O đúng không? Với chữ I nha. Mọi người đừng thấy chữ O với chữ I rồi ghép lại thành O I. Ôi là sai nha. Tuy là viết là có chữ O với chữ I nhưng mình không ghép, mình đọc như tiếng Việt mà mình đọc thành về. Được chưa? Tóm lại là ba thằng này nhớ giùm mình nha, đọc thành về. 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 Học tới đây là sắp hết nguyên âm rồi mọi người. Giờ còn một cái âm cuối cùng nha. Âm này thì dễ, mình ghép như tiếng Việt đó. Mọi người thấy có chữ gì? Ư nè. Ì. Ư ý. Ư. Nhá. Ư ý. Ư nha. Ghép như tiếng Việt vậy đó. Ư. 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 Cái thằng ư này là thật ra nó không đơn thuần là ư đâu. Chữ ư mà nó đứng đầu trong một cái cụm từ thì mình đọc là ư. Còn nếu nó không đứng đầu mà chữ ư này nó nằm trong một từ nhưng mà nó nằm ở phía sau á, thì mình không đọc là ư nữa mà mình đọc là y. Y. Còn lại cái cách thứ ba, khi mà nó có nghĩa là của, sau này mình sẽ học một cái từ đó nó có nghĩa là của tôi sở hữu, của tôi, của bạn, chữ của đó tiếng Hàn nó cũng dùng chữ ư này, nhưng khi nó có nghĩa là của thì mình không đọc là ư mà mình đọc là e. Mình nhắc lại nha. E. E. Ye. Ye. E. E. Ye. Ye. Wa. Wa. Wo. Wo. Wi. Wi. Where. 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 Ui. Ui.